Như các bạn đã biết, hổ răng kiếm Smilodon từng dìu dắt con người. Đấy, các bạn sẽ nghĩ tôi nói phét để câu tương tác từ các bạn, đúng không? Khoan, hãy bình tĩnh, đừng vội kết luận vì tôi nói sẽ có dẫn chứng, có nguồn tư liệu nghiên cứu rõ ràng cả. Nhưng trước khi đi vào phần trọng tâm đó, thì chúng ta cũng nên nói qua những thông tin về Smilodon đã. Chuyện kể rằng, trong các loài thú săn mồi thời cổ đại, nổi tiếng bậc nhất phải kể tới những con hổ răng kiếm Smilodon với những chiếc răng nanh dài và vóc dáng vượt trội. Chúng đã trở thành một trong những loài động vật thời tiền sử được biết đến nhiều nhất ngoài khủng long. Thông tin về Smilodon. Smilodon là một chi của phân họ Mechirodon đã tuyệt chủng thuộc họ mèo. Chúng là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất và loài mèo răng kiếm được biết đến rộng rãi nhất. Dựa trên các hóa thạch được khai quật ở Brazil, các nhà khoa học đã phân loại Smilodon thuộc họ Felidae, nghĩa là nó hoàn toàn không liên quan chặt chẽ đến các loài hổ hay mèo hiện đại. Điều kỳ lạ là người ta vẫn gọi chúng là hổ răng kiếm hay cọp răng kiếm. Smilodon sống ở châu Mỹ trong thế canh tân khoảng 2,5 triệu năm đến 10.000 năm trước. Chi này được đặt tên vào năm 1842 dựa trên các hóa thạch từ Brazil. Có 3 loài trong chi được công nhận ngày nay, đó chính là Smilodon gracilis, Smilodon fatalis và Smilodon populator. Hai loài thứ hai có lẽ là hậu duệ của Smilodon gracilis mà chính nó có thể tiến hóa từ chi Meganterian. Loài này sống cách đây 10.000 năm tại khu vực Bắc Mỹ, có đôi chân vô cùng phát triển cùng các cơ bắp và hai chiếc răng nanh dài, sắc như dao cạo. Với những vũ khí chết người này, chúng thường lang thang ở đồng cỏ cao, dùng chiến thuật phục kích để hạ gục động vật khổng lồ. Với chiều dài hơn 2m và cao hơn 1m, một số phân loài hổ răng kiếm có thể nặng tới 250kg. Từ những nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta biết được rằng tất cả các loài Smilodon đều khác biệt so với những loài động vật thuộc họ mèo hiện đại. Ngày nay, hóa thạch của hổ răng kiếm thường được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đồng thời, môi trường sống của các loài mèo lớn còn tồn tại ngày nay trên lục địa Bắc Mỹ đều bị đẩy vào các khu đô thị như Los Angeles. Đặc điểm nổi bật, dễ nhận thấy nhất của hổ răng kiếm là hai chiếc răng nanh có răng cưa dài tới 15cm. Trong khi đó, răng nanh của những loài mèo lớn hiện đại chỉ dài khoảng 5-7cm. Và có một điều thú vị rằng, răng của hổ răng kiếm mọc nhanh hơn 2 lần so với hầu hết các loài mèo hoang dã hiện nay. Khi được 3 tuổi, chúng đã thay răng sữa bằng những chiếc răng nanh đã phát triển đầy đủ có thể dễ dàng xé thịt. Nhưng có một điều rằng, cho dù chúng có hàm răng to và sắc hơn nhiều, nhưng vết cắn của hổ răng kiếm lại có lực yếu gấp 3 lần so với mèo rừng hiện đại. Cùng với đó, người ta cũng tin rằng sư tử và báo đốm đã tiến hóa với cú cắn mạnh hơn để bù đắp cho những chiếc răng nhỏ hơn của chúng. Theo dữ liệu hóa thạch, có thể chúng sẽ là những kẻ săn mồi phục kích tương tự như hổ hiện đại. Nhưng chúng cũng sở hữu tốc độ đủ nhanh và mạnh để có thể tấn công những loài động vật săn mồi khác như sói xám Bắc Mỹ. Có kích thước tương tự như sư tử châu Phi hiện đại, Smilodon cũng có thể đã ăn thịt bò rừng, lười đất khổng lồ, voi ma mút non, ngựa và lạc đà trong thời đại của mình. Theo nghiên cứu, hổ răng kiếm Smilodon sống trong những môi trường sống khép kín như bụi rậm và rừng rậm, giúp chúng có thể ẩn náu và rình rập để tấn công con mồi. Mặc dù vẫn chưa xác định được liệu hổ răng kiếm có phải là sinh vật xã hội hay không, nhưng nhiều khả năng chúng đã cư xử tương đương với sư tử hiện đại. Những thông tin gần đây, nhiều nhà khoa học đồng ý rằng tuổi thọ của hổ răng kiếm rơi vào khoảng 20-40 năm trong tự nhiên, dựa trên các nghiên cứu từ mẫu hóa thạch. Smilodon dìu dắt con người. Nếu không có hổ răng kiếm thì loài người chưa chắc đã được định hình và hoàn thiện như bây giờ. Đó là giả thiết mới do Alexey Lopatin ở Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đưa ra. Chuẩn phong cách thường thấy của các anh em hành tinh Nga rồi đấy. Theo giả thiết của Alexey Lopatin được đăng tải trên tạp chí khoa học Elementary, họ người cổ đại sống bằng cách nhặt nhạnh thức ăn thừa do Smilodon để lại. Để tránh đụng độ với những con linh cẩu ăn theo hổ răng kiếm, loài người phải học cách nhanh chóng phát hiện ra phần sót lại của xác con mồi và cắt ra từng mảnh để đem cất giấu. Các nhà cổ sinh vật học từ lâu đã biết rằng những động vật họ người, hominidae, bao gồm người, tinh tinh và đười ươi, nhờ có hành vi tập thể mà hoàn thành tốt việc nhặt lại thức ăn thừa của thú ăn thịt. Theo Lopatin còn đưa ra một giả thiết thú vị nữa về sự tiến hóa của loài người liên quan đến hổ răng kiếm. Nói cách khác, chính loài thú răng kiếm đã thúc đẩy động vật họ người tiến bộ. Theo giả thiết mới,
họ người ở giai đoạn đầu chưa chuyên sâu vào việc nhặt thức ăn thừa mà thú ăn thịt đã bỏ lại, khẩu phần thức ăn vốn rất đa dạng. Nhưng vào thế hậu Pliocene, khí hậu trở nên khô hơn, khiến thảm thực vật thay đổi và dần dần xuất hiện những loài thú ăn thịt mới. Họ người cổ đại gồm một số loài khác nhau và trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các loài thì con người buộc phải lựa chọn chuyên ngành hẹp hơn để tồn tại. 2 triệu năm trước, tại các cánh đồng cỏ thưa Savanna, có rất nhiều thú ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương, ngựa, voi, tê giác. Chúng là con mồi của chính Smilodon và sư tử. Do cấu tạo răng đặc biệt, nên Smilodon sau khi ăn con mồi đã để lại rất nhiều thực phẩm cho các động vật ăn theo. Răng của hổ răng kiếm thích hợp để xé toạc lớp da dày của thú ăn cỏ, cắt đứt gân và móc nội tạng nhưng lại không thể giúp lọc thịt bám ở xương. Bởi vậy, các loài động vật ăn theo, trong đó có loài linh cẩu lớn và họ người cổ mới được hưởng lộc rơi lộc vãi. Loài người cạnh tranh quyết liệt với linh cẩu để có mặt sớm nhất bên phần xác con mồi mà Smilodon đã bỏ lại. Bởi phải theo sát những dã thú răng kiếm nên loài người trước hết phải khéo léo để không làm mồi cho chúng. Tiếp theo là phải nhanh chóng cướp lấy phần thức ăn thừa trước khi lũ linh cẩu kéo tới. Kỹ năng lẩn tránh nanh vuốt thú dữ và bản tính cẩn trọng được tôi luyện đó chính là sản phẩm của bộ não phát triển và của hành vi tập thể. Linh cẩu buộc phải lựa chọn lối sống chủ yếu về đêm, trong khi con người hoạt động vào ban ngày. Linh cẩu thua trong cuộc cạnh tranh với con người vì không có khả năng chạy thật nhanh bởi hai chân sau ngắn và bản tính thì thiếu kiên trì. Căn cứ vào dấu răng để lại trên xương của động vật móng guốc sống cách đây 2 triệu năm được tìm thấy ở hang đá Olduvai thì ta thấy thú răng kiếm vinh dự xơi thịt con mồi trước tiên, tiếp theo là con người và cuối cùng mới là linh cẩu. Ngoài ra, do chế độ được công cụ xẻ thịt con mồi nên loài người có khả năng chia nhỏ thức ăn để đem đi cất giấu. Khả năng cắt xé con mồi quyết định sự sống còn của loài người. Vào thời kỳ đầu định hình của loài người hoạt động chế tác công cụ đi theo hướng này, những công cụ bằng đá cổ nhất được tìm thấy ở Ethiopia có niên đại 2,6 triệu năm. Do phải cạnh tranh thức ăn và chống đỡ sự tấn công của linh cẩu, nên ở con người dần dần hình thành hành vi hung tợn để rồi từ bỏ thân phận nhặt thức ăn thừa và chuyển sang chiến lược chủ động đi săn. Để đạt được điều này, con người phải củng cố hành vi tập thể và hoàn thiện vũ khí, chính là mũi lao nhọn. Lúc này, đối thủ cạnh tranh của loài người không phải ai khác, và là linh cẩu nữa mà chính là những con thú ăn thịt lớn. Khi song song tồn tại cùng với hổ răng kiếm thì vũ khí của loài người còn khá thô sơ, thuộc công nghệ Olduvai khoảng 1,5 triệu năm trước. Sau khi những con thú răng kiếm bị tuyệt chủng thì loài người đã có các vũ khí tinh xảo và sắc nhọn hơn, chiếm ưu thế trước mọi động vật khác. Tuyệt chủng. Cùng với nhiều loài động vật có vú lớn của thế canh tân, Smilodon đã tuyệt chủng 10.000 năm trước trong sự kiện tuyệt chủng kỷ đệ tứ Quaternary, cùng thời điểm sư tử Mỹ Panthera atrox cũng đã biến mất cách đây 10.000 năm. Trong khi đó, nhân vật nổi tiếng của kỷ băng hà là voi mammut đã tuyệt chủng chỉ 4.000 năm trước. Sự tuyệt chủng của loài này được cho là có liên quan đến sự suy giảm của các động vật ăn cỏ lớn bị thay thế bằng những loài ăn cỏ nhỏ và nhanh nhẹn hơn như hươu. Do đó, Smilodon có thể đã quá thích ứng trong việc đi săn những con mồi lớn và không thể thích nghi để săn những con mồi mới. Các giải thích khác bao gồm biến đổi khí hậu và cạnh tranh với con người, khi lúc đó con người đã di cư đến châu Mỹ khoảng 14.000 năm trước, hoặc sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng nhau đem đến sự tuyệt chủng của nhiều loài vật nói chung thay vì sự tuyệt chủng của riêng loài mèo răng kiếm. Sự nổi tiếng của chú mèo bự này là không thể chối cãi. Logo của đội khúc con cầu trên băng Nashville Predator vốn dĩ cũng là lấy cảm hứng từ hổ răng kiếm. Sau khi răng kiếm của một con hổ răng kiếm đã được tìm thấy gần khu vực của Amsar Center trong quá trình khai quật, trong bộ phim Năm 10.000 trước công nguyên, chúng ta thấy trong phim có một con Smilodon rất lớn. Chưa thấy thì hãy xem phim nhé. Nó được tạo hình dựa trên một con hổ lai giữa hổ và sư tử. Tiếng gầm của nó là hiệu ứng âm thanh kết hợp giữa tiếng gầm của hổ và sư tử đấy. Vừa rồi là những thông tin thú vị về Smilodon, loài hổ răng kiếm được ví von là đã dìu dắt con người thành nhân. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo nhé, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình trong tương lai. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm về chủ đề nào, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Uncheck Share sẽ làm video phục vụ cho mọi người. Còn bây giờ, hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.